Trại Bò Hồng Huyền, Trà Vinh xin kính chào bà con. Cảm ơn bà con và quý khách hàng luôn ủng hộ trại chúng tôi trong thời gian qua. Trại Bò Hồng Huyền có địa chỉ tại ấp Rồng Thành, xã Nhị Trường, huyện Cầu Giang, tỉnh Trà Vinh. Số điện thoại liên hệ 0979 939 039. Trại bò chúng tôi chuyên cung cấp các giống bò cho bà con chăn nuôi vỗ béo như giống bò 3B, bò Phát Ken Charolais. Bên cạnh đó cũng cung cấp giống bò cái để bà con chăn nuôi sinh sản. Ngoài ra, Trại Bò Hồng Huyền còn cả bò thịt. Để được tư vấn mua bò hoặc tham quan trại bò, bà con liên hệ theo thông tin sau. Số điện thoại 0979 939 039 gặp anh Hậu. Địa chỉ ấp Rồng Thành, Nhị Trường, Cầu Giang, Trà Vinh. Nắm vững kỹ thuật chống rét cho châu bò là việc rất quan trọng đối với các hộ chăn nuôi. Trong những đợt rét đậm rét hại cuối năm, số lượng châu bò bị chết rét lên đến hàng chục nghìn con, gây thiệt hại rất lớn cho người chăn nuôi. Hơn nữa, lại tập trung chủ yếu vào các hộ nghèo nuôi ít, nên bà con lại càng gặp khó khăn. Nguyên nhân chính là do bà con chưa nắm vững kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt là chăm sóc. Trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt về mùa đông ở tỉnh phía Bắc, sau đây Nông Lâm .net xin giới thiệu một số biện pháp chống rét cho châu bò để bà con tham khảo. Thứ nhất, chuẩn bị chuồng trại, kiểm tra củng cố nền chuồng, mái che, tường bao quanh, đảm bảo nền chuồng luôn khô ráo, đảm bảo đủ ấm, không bị gió lùa, mưa hắt vào chuồng. Dự phòng bạt, phên nứa, chăn màn cũ, áo cũ để quây chuồng nuôi và giữ ấm cho châu bò khi rét đậm, rét hại. Chuồng trại cần đảm bảo một số tiêu chí cần thiết như sau. Chuồng trại đặt ở nơi cao ráo, gần nguồn nước, nằm trong quy hoạch vùng. Cửa chuồng hướng về phía nam hoặc phía tây nam để đảm bảo ánh sáng và độ thông thoáng. Mái chuồng cao 3m, thành chuồng cao từ 0,8 đến 1,2m. Bà con chú ý, trong chuồng nên có ô thoáng phía trên để gió vẫn lưu thông. Khi đốt lửa sưởi, khói sẽ theo lỗ thoáng ra ngoài, không tích khí độc trong chuồng khiến châu bò ngửi phải. Nền cao hơn mặt đất từ 40 đến 50cm, có độ dốc 2-3%. Thứ hai, về thức ăn. Việc dự phòng thức ăn cũng rất quan trọng, vì chỉ khi cung cấp thức ăn đầy đủ thì châu bò mới đủ năng lượng chống lại giá rét. Bà con hãy tận dụng triệt để nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thức ăn cho chúng, đặc biệt là rơm, thân, lá cây ngô trong vụ đông, đảm bảo mỗi hộ chăn nuôi có tối thiểu một cây rơm. Ngay trong mùa mưa, lượng thức ăn thô xanh nhiều, người chăn nuôi phải có kế hoạch ủ chua thức ăn thô xanh, bình quân 1 tấn thức ăn ủ chua trở lên trên một con. Hoặc trồng cây ngô, có đảm bảo diện tích khoảng 300-500m2 trên con. Bắt đầu vào tháng 11, bà con cần chuẩn bị sẵn thức ăn phòng cho châu bò sử dụng trong 4 tháng tiếp theo. Bởi vì vào mùa đông, thức ăn tự nhiên cho châu bò sẽ khan hiếm hơn rất nhiều. Với một châu bò trưởng thành, có khối lượng khoảng 3 tạ, bà con cần chuẩn bị trung bình 2,5 tạ thức ăn tinh như ngô, bột cám, bột sắn và 4 tạ thức ăn thô như rơm, cỏ voi, cây chuối, cây sắn, thức ăn ủ chua. Thứ ba, chuẩn bị vật liệu chống rét. Bà con chuẩn bị sẵn các vật liệu sau: rơm, cỏ, lá chuối, bẹ ngô khô để lót nền chuồng, chấu, củi để đốt sưởi, bạt, bao ni lông, phên, nứa để quây, che xung quanh chuồng, chăn, áo, bao tải gai để làm áo chống rét. Bà con có thể sử dụng các tấm chăn, áo, bao tải gai đã cũ để làm áo chống rét cho châu bò, nhưng chú ý nên sử dụng chất liệu bông thấm nước, không dùng chất liệu ni lông vì chất liệu này không thấm nước, hơi nước sẽ đọng lại và ngấm ngược trở lại cho châu bò bị rét. Thứ tư, chăm sóc nuôi dưỡng châu bò trước khi rét lạnh đến. Tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng và sức khỏe cho đàn bò để chống rét, chống dịch bệnh. Những con bò già yếu, nuôi vỗ béo để bán giết thịt. Đối với bê con cần có chế độ chăm sóc phù hợp để tăng cường sức đề kháng với bệnh, dịch và rét trong vụ đông. Bà con cần thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết để có kế hoạch phòng chống rét cho châu bò đạt hiệu quả cao. Tốt nhất, những ngày gió rét dưới 15 độ C thì nên giữ gia súc ở tại chuồng, không nên cho đi chăn thả. Trường hợp đặc biệt, nếu bắt buộc phải đưa gia súc ra ngoài, cần đảm bảo những yêu cầu sau. Thời gian tốt nhất để đưa gia súc ra ngoài là khoảng sau 8 giờ sáng, khi thời tiết không có mưa phùn, gió lạnh.
gia súc cần được giữ ấm bằng cách mặc áo ấm trước khi đưa chúng ra ngoài, đặc biệt những gia súc yếu và còn non. Thứ năm, các biện pháp thực hiện chống rét cho châu bò. Thứ nhất là độn chuồng. Vào mùa đông, để chống rét cho châu bò, trước tiên bà con cần chú ý giữ cho bộ lông của châu bò thật sạch và khô. Nếu bộ lông ướt sẽ giảm cách nhiệt và làm cho châu bò bị rét hơn. Ngoài ra, khi cần sử dụng rơm rạ, cỏ khô lót chuồng cho đàn bò trong mùa đông sẽ làm giảm đáng kể ảnh hưởng của thời tiết lạnh đến gia súc. Tùy vào điều kiện thực tế mà có thể rải một lớp độn chuồng dày khoảng từ 5 đến 15cm. Các chất độn chuồng này có thể để suốt mùa đông mà không cần phải dọn. Chú ý, hàng ngày bổ sung thêm chất độn chuồng ở phía trên, miễn làm sao cho chất độn chuồng không bị ướt ẩm là được. Thứ hai là che chắn tránh gió. Khi che chuồng bò thì bà con nên che chắn bằng bạt hoặc tấm phên, các bao tải đan lại, tuy nhiên không nên che kín, chỉ che qua chiều cao của con vật khoảng từ 1,8 đến 2 mét. Thứ ba là cung cấp thức ăn và nước uống tại chuồng. Vào những ngày bình thường, bà con cho châu bò trưởng thành ăn khoảng từ 25 đến 30 kg thức ăn khô và 1,5 thức ăn tinh, chia làm hai bữa. Nếu ngày rét đậm, rét hại, thì bà con cần điều chỉnh lượng thức ăn tinh lên khoảng 2 kg để bổ sung năng lượng giúp cho châu bò chống lại giá rét. Chú ý cho châu bò ăn thức ăn thô trước, rồi mới cho ăn thức ăn tinh, uống nước, vì nếu cho ăn thức ăn tinh hay uống nước trước thì châu bò sẽ có cảm giác no, sử dụng lượng thức ăn thô ít đi. Thứ tư là cung cấp đủ thức ăn cho châu bò vào mùa rét. Ngoài ra thì để tăng cường sức đề kháng cho châu bò, bà con cần chú ý bổ sung vitamin tổng hợp và muối khoáng. Về vitamin, bà con dùng vitamin tùy theo hướng dẫn từng loại. Để bổ sung muối khoáng, bà con pha nước ấm từ 37 đến 38 độ C với muối, nồng độ 0,1 đến 0,3%, tương đương 10 đến 30 g muối trên 10 lít nước. Cảm nhận độ mặn như nước canh là vừa. Thứ năm là đốt lửa chống rét. Bà con chú ý, khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ thì cần áp dụng phương pháp đốt lửa chống rét. Dùng xô chậu cũ để đựng củi chấu, nhóm củi bén ở ngoài chuồng cho bớt khói rồi mới đưa vào trong chuồng. Khi đốt lửa chống rét thì bà con cần chú ý nhất tới vị trí đặt. Cần đặt khay lửa ở cuối chuồng để khói không tạt vào mặt châu bò và đặt tránh xa chất độn chuồng, bạt tre để phòng bén lửa gây cháy. Thứ sáu là mặc áo chống rét. Khi nhiệt độ dưới 12 độ thì mặc áo chống rét cho châu bò. Với một chiếc áo, bà con có thể sử dụng cho một châu bò trong suốt mùa. Tuy nhiên không nên mặc áo chống rét cho châu bò cả ngày. Lúc trời nắng, thường sau 8 giờ sáng, nên bỏ áo ra để cho châu bò sưởi nắng ấm. Khi mặc áo cho châu bò, cần chú ý chiều dài áo phủ từ thân đến hết đuôi, chiều ngang vừa đủ choàng qua thân. Các dây buộc thắt như khuy áo buộc dưới bụng. Thứ bảy là vệ sinh chuồng trại. Đảm bảo vệ sinh chuồng trại sạch sẽ có vai trò rất quan trọng giúp hạn chế mầm bệnh cho châu bò. Bà con cần thường xuyên quét dọn vệ sinh chuồng trại, định kỳ phun thuốc khử trùng từ 2 đến 3 tuần trên một lần để tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng. Có thể sử dụng một số loại thuốc sát trùng như Vicon, Han Iodine. Khi sử dụng, bà con chú ý tuân theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Cách ly chăm sóc tốt châu bò yếu, ốm trong những ngày giá rét, tiêm phòng đầy đủ vaccine chống bệnh truyền nhiễm như dịch tả, thu huyết trùng, lở mồm long móng, nhiệt thám, xuyễn. Những ngày quá rét, châu bò thường xảy ra bệnh cước chân, biểu hiện thấy da chân bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng sùng huyết. Trường hợp bệnh nặng, lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét gây nhiễm trùng. Nếu không điều trị kịp thời, tổ chức dưới da bị hoại tử, làm con vật bị què, nặng hơn châu bò, có thể phát các bệnh truyền nhiễm khác. Nếu châu bò bị cước chân, cần tăng cường giữ ấm, để nền chuồng khô ráo, tăng cường cho ăn uống đầy đủ, có bổ sung muối khoáng, vitamin. Bệnh mới xuất hiện, có thể dùng gừng giã nhỏ, hòa với rượu để xoa hàng ngày, đồng thời cho châu bò vận động trong chuồng để tăng cường tuần hoàn máu tại chân, tránh hiện tượng bị sưng phù huyết sẽ càng nặng. Bệnh nặng cần báo cáo cán bộ thú y để điều trị bằng kháng sinh. Và trên đây là những cách chống lạnh hiệu quả cho châu bò vào mùa đông. Tùy vào thời tiết mà bà con lựa chọn các biện pháp thích hợp để thực hiện. Nông Lâm.net xin kính chúc bà con thành công.